mà có cây đẹp nhất. Cái này với gọi là yêu cây này, sang từ 3 giờ sáng này, này. Vì là say xe này, đi từ 3 giờ sáng đạp xe đạp qua này. Yeah, cái khoảng máy đâu ngon rồi. Huỳnh ơi, tay nào. Yeah, xẻo Huỳnh. Thế nào có khoảng máy Huỳnh. Đang mở chúng ta nhờ chị. Tôi ông này với Trung này thì này hứng là kiểu của cái vợ chồng nó vào với nhau tắm tiền. Tôi hôm nay một ngày đi chăm cây một ngày khó chịu. Đầu tiên đi chăm cây buồn cầu. Chào ông Dần nhá. Một trong những người rất là yêu cây của quê hương Nga Sơn. Đã đập lá liệt hết cả. Tín đấy kìa. Do là buổi trưa anh em hàng hóa tiếp đón là quá nên là say đây mà. Hai nghệ nhân. Ba nghệ nhân. Ba nghệ nhân. Bốn nghệ nhân. Phẩm hoa giấy rất là đẹp. Chưa có biển. Một dòng hoa giấy găng. Các sếp trong ban tổ chức đang sắp xếp lại cây. Hẹn anh em trên toàn nước là đúng 9 giờ sáng mai. 8 giờ. 8 giờ. 8 giờ sáng mai. 8 giờ sáng mai tại nhà thi đấu thể dục thể thao huyện Hàng Hóa sẽ tổ chức buổi khai mạc rất là hoành tráng. Lấy một hàng.
để cái mép dài nó đục vào cái đâu rồi này, chứ đừng đục vào cái ra em cái mép dài nó trên đây, em ăn trên đây, chúng ông xin biết là đấy. Mày gió to chứ. Nhưng khi đã có thành giá rồi thì đã rồi. Thằng nó mà lấy đi gì, bộ chân thì chảy xấu à? Người nhưng mà cái chân nó xấu đây. Theo ghi nhận của tôi thì vừa giờ huyện tỉnh Thanh Hóa có 41 nghệ nhân. Nên là anh em cũng đang góp ý kiến. Hiện tại là đầu clip là tôi quay anh Tiến là đang ngủ với ông Dần. Hiện tại là đã có mặt tại cây của anh. Người rất là yêu cây. Anh sang từ 2 giờ sáng. Vì là sợ bão nên là anh cũng trông bão. Anh Tiến nhá. Chung là cây đẹp mình phải đưa lên cho anh em vào thưởng thức. Cây đẹp mà già mình thì nói mình chơi nghệ thuật, quan trọng thứ nhất là phải già là một phần chuyện, quan trọng là phải nghệ thuật. Đấy.
Đây là khu gian hàng chợ. Rất nhiều hàng. Anh ơi, chậu này tầm mét mấy nhỉ? Chậu dưới cùng. Mét mốt nhỉ? Vâng, xem có cây nào vừa cái dáng nàng cho không? Cái này, cái đây là vừa. Không, nó bè ngang rồi, nó sợ to quá.